Độc lập sửa iPhone. Đây là một phần của chương trình nhà cung cấp sửa chữa độc lập của táo khuyết. Theo đó, Apple sẽ cho phép các cửa hàng độc lập tự đặt giá sửa chữa và hãng sẽ cung cấp các linh kiện, công cụ và đào tạo cho các cửa hàng muốn làm việc với phần cứng chính hãng của táo khuyết. Hiện tại, chương trình này mới được triển khai tại Bắc Mỹ, nhưng nó sẽ được mở rộng ra các khu vực khác ở châu Âu và châu Á trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc sửa chữa ngoài bảo hành chỉ được giới hạn ở các hạng mục đơn giản như nứt vỡ mặt kính trước trên sau, ống kính camera dù sao đây vẫn là một tin vui cho người dùng vì họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về địa điểm sửa chữa iphone cho mình các cửa hàng độc lập có thể đăng ký chương trình miễn phí và sẽ được cấp công cụ được đào tạo trực tuyến và phải đạt được chứng nhận của apple khi được apple phê duyệt cửa hàng sẽ được cung cấp các linh kiện chính hãng để sửa chữa ngoài bảo hành với mức giá áp dụng giống như với các đại lý ủy quyền của hãng apple cho biết chương trình này sẽ giúp hãng giảm bớt gánh nặng và các đối tác được ủy quyền